có một trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia để tranh vòng loại World Cup với cả nhà 2022. Thì hôm nay anh em mình sẽ dự đoán kết quả tỷ số đó, đội nào sẽ chiến thắng trưa hôm nay ha. Và mình đã mời đến đây, đây là nhà tiên tri Beta đua chổi gì vũ trụ. Nhà tiên tri này sẽ cho cả nhà biết được kết quả đội nào sẽ thắng cuộc ngày hôm nay nha. Và đây đã có sẵn một cái sân banh của mình làm xong nè, hoành tráng. Đây là lá cờ của hai đội đây. Đây là đội Việt Nam, đây là đội Malaysia. Và anh em mình sẽ bơm nước vô nha cả nhà. Rồi mình sẽ cho nhà tiên tri này dự đoán xem kết quả sẽ như thế nào ha. Và cả nhà nhớ đón xem clip của mấy anh em mình nha. Là nước anh em mình đang chuẩn bị bơm vô cả nhà. Người ta đá banh á thì đá trên khô, trên cạn. Còn anh em mình đá banh ở đây, hôm nay mình sẽ đá trong nước luôn nha. Để coi cô quân dự đoán kết quả hôm nay sẽ như thế nào ha. Rồi theo từng kết quả trận đấu phía này sẽ đội nào chiến thắng quân giữa Malaysia với Việt Nam. Em không biết rồi. Cái này phải nhờ tiên tri vũ trụ rồi cả nhà. Thì kết quả trận đấu hôm nay mình sẽ để cho nhà tiên tri Beta này dự đoán nha. Thì mình cũng đã chuẩn bị sẵn, đây là hai con Beta máy. Mình sẽ để bên nước Việt Nam với bên lá cờ của nước Malaysia, mình mỗi bên là một con nha. Đây mình sẽ làm mồi dụ nó. Thế lệ của mình sẽ là cho 3 hiệp nha. Thì trong vòng 3 hiệp đó, con nhà tiên tri này mà nó qua bên đội nào 2 lần thì đội đó sẽ được chiến thắng ngày hôm nay. Thì mình tin chắc là đội Việt Nam hôm nay mình sẽ giành vô địch nha cả nhà. 1, 2, 3, rồi đi con. Tiên tri Beta đang lựa chọn nha nè. Đó, đang chào sân. Thì trước tiên thì đội nhà tiên tri của mình sẽ vô chào sân trước. Đó, đây, đi đây. Khám phá thử xem đội nào... bên nào là của Việt Nam và bên nào của là Malaysia. Tiến lên Điện Biên rồi. Rồi sắp tới rồi. Rồi phạt góc rồi. Chuẩn bị phạt góc. Đi vào góc. Dạ. Mình nghĩ sẽ có bàn thắng nha nhà. Ừ. Rồi. Đang thăm dò tình hình xem coi nên đi hướng nào. Đó, chuẩn bị tới vòng 16m50. Vòng cắm rồi. Vô. Vô con, vô cái nữa. Miếng nữa. Vô luôn. Trời. Yeah. Trong khi coi VA lại thì bóng ấy lên vô nha. Vậy à, đúng rồi cả nhà. Có thể là do mình sẽ đá một trái phạt góc ha. Phạt góc mình đá vô là sẽ vô. Anh nghĩ là tôi tin chắc là sẽ vô trái phạt góc đó. Thì vũ trụ Beta dự đoán là đá phạt góc và vô trái đầu tiên của Việt Nam cả nhà. Rồi hiệp 1 vậy là Việt Nam mình đã chiến thắng nha cả nhà. Mà có thể là trái phạt góc nữa. Rồi bắt đầu tiếp tục hiệp 2 nha cả nhà. Hiệp 2 thì mình sẽ chơi theo luật như là đá bóng. Thì mình sẽ đổi sân ha. Đổi sân giữa hai đội. Ok, thì lúc nãy là bên đây, bên tay trái của mình á là đội Malaysia. Bây giờ mình sẽ rút cái cờ của Malaysia qua, mình sẽ đổi qua tay phải của mình nha. Đưa cờ Việt Nam qua bên này. Rồi, sân thì mình đã đổi rồi, bây giờ mình sẽ đổi cá luôn nha. Rồi, giờ mình sẽ dở nhà tiên tri ra nha cả nhà. Xem coi nhà tiên tri sẽ dự đoán đội nào sẽ chiến thắng ở đây. Và cũng là cái đầu tiên nữa là đang chào sân, xem thử xem Việt Nam nằm bên đâu ha. Để nhà tiên tri dự đoán kết quả thật chính xác đây. Đây suy nghĩ nha nhà. Thì khi mà nhà tiên tri dự đoán như thế này, anh nghĩ chắc là mới vô mình sẽ hơi vất vả đó quân, đúng không? Chứ không phải dễ dàng chiến thắng đâu. Lúc đầu anh nghĩ là bóng nó sẽ còn nằm ở khoảng giữa sân này rất là nhiều á. Quá kịch tính. Đó, vậy là nhà tiên tri đang có quả đá phạt kịp bếp. Đang mém mía bên Malaysia cả nhà. Không lẽ Malaysia lại hòa với Việt Nam ở hiệp 2 này sao? Đó. Ê, quẹo ra con, quẹo ra. Ừ, tới đó được rồi, quẹo ra nha, quẹo ra. Đang nhận coi ở khu vực cấm như thế nào. Ừ, đang nhận coi ở khu vực cấm. Vô luôn. Rồi. Xong thêm. Một điểm nha cả nhà. Rồi như vậy là hiệp 2 này Malaysia đã gỡ lại một cái đầu quà cả nhà.
giờ đây là hiệp cuối cùng nha, hiệp này là hiệp phụ quyết định xem đội nào sẽ chiến thắng nha. Rồi anh em mình sẽ tiếp tục đổi sân tiếp. Anh tin chắc là Việt Nam sẽ chiến thắng thôi. Rồi đi con. Rồi nhà tiên tri Beta đang ngắm nghía vô lá cờ đỏ sao vàng. Anh tin chắc là trận này thì Việt Nam sẽ giành chiến thắng. Tuy rằng hơi cực khổ chút nhưng mà anh tin chắc sẽ chiến thắng. Đó. Cố lên con. Cố lên, cố lên. Việt Nam sẽ chiến thắng. Cố lên, cố lên. Anh tin chắc rằng Việt Nam sẽ chiến thắng luôn ơi. Quẹo vô luôn, quẹo vô. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Quẹo vô nghe, đừng quẹo ra nghe. Vô. Vô luôn, vô luôn, vô. Nó bên lâu vậy. Việt Nam sẽ chiến thắng thôi, vô con. Vô. Vô, miếng nữa. Vô chưa? Vô chưa, vô chưa? Vô rồi. Yeah. Nói chung là mình anh em mình chắc ăn thế nào Việt Nam cũng chiến thắng cả nhà. Nhưng mà mình nghĩ là trận đấu hôm nay sẽ diễn ra nó hơi là khó khăn với đội mình chút, nhưng mà cuối cùng thì cơ hội sẽ đến với mình chiến thắng thôi. Rồi, như vậy là kết quả mình đã phân được hôm nay Việt Nam mình sẽ vô địch nha cả nhà. Thì theo nhà tiên tri thì nó dự đoán như vậy. Thì mấy anh em mình cũng sẽ dự đoán như vậy. Còn kết quả như thế nào thì trông chờ vào trận khuya nay vào lúc 23:45 nha. Rồi cả nhà nhớ đón xem trận đấu quyết liệt đó. Rồi cả nhà xem video của mấy anh em mình thấy hay thì đừng ngại cho mấy anh em mình một like, đăng ký kênh và chia sẻ. Rồi mấy tiếp xa anh em mình làm một số clip về đi quay diễn cá hay là hấp dẫn hơn cho cả nhà xem nha. Nói chung đây là cái cuộc thi dự đoán tỷ số cho nó vui thôi, chứ không phải là mang tính chất theo kiểu mê tính gì đoan gì hết nha cả nhà. Rồi bye bye.